thử cho các bạn xem ha. Thoát đê nhiệm luôn các bạn. Để mình đã thoát đê nhiệm nè, khóa máy lại nè. Rồi giờ mình gọi qua thử coi nó có thông báo hay không. Ngon lành các bạn ơi. Đó, có thông báo rồi các bạn thấy không? Đầy đủ ha. Như lại là nói chung là để có thông báo có nghĩa là mình thoát đê nhiệm khóa máy gì đó, nó vẫn có thông báo mới là kêu ok nha. Giờ mình thử lại cái tin nhắn nè. Thoát đê nhiệm luôn, rồi khóa máy lại, để qua bên mình nhắn tin. Vẫn nhận bình thường nha các bạn. Nói chung là thông báo đầy đủ. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng gửi mình cái máy á, nhờ bypass nè các bạn. Máy này nói chung là người ta xài mà tài khoản iCloud bị quên rồi. Giờ người ta chạy chương trình nó báo khóa chủ sở hữu ha. Ừ. Thì các bạn tiến hành game cho máy tính, mở bao tool lên. Cái máy này là iPhone 15, iOS khá là cao nha, 26.1. Thì chia sẻ thêm với các bạn là cái tool này lúc trước là nó chỉ chạy trên macOS ha. Hôm nay là tool update á, chạy được trên Windows nha các bạn. Bypass những cái máy chip ARM2 cộng nè. Các bạn lên trang chủ tải cái tool về rồi cài mở lên. Sau khi các bạn mở cái tool lên á là tự động nó kiểm tra cái máy của mình, nó báo là đã hỗ trợ hay không ha. Ở đây là nó báo đã hỗ trợ nè, bypass không sống, có nghĩa là không có dùng được sim nha các bạn. Rồi các bạn copy cái số series á, các bạn làm á thì gửi cho mình order giúp các bạn. Nói chung là order nhanh thôi các bạn, nói chung là chưa tới 5 phút đâu. Sau khi á mà mình order số series thành công á, các bạn trở lại cái tool thì ở đây nó sẽ hiện chữ start ha, các bạn sẽ bấm. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình á là từ từ nha. Phải kết nối cái điện thoại ở màn hình khóa chủ sở hữu, có nghĩa là màn hình kích hoạt như thế này nha các bạn, chứ ở màn hình hello hay là này kia không được ha. Kết nối wifi cho mình. Rồi các bạn bấm start. Ở đây nó cảnh báo là không có xài chia sẻ wifi nha. Trên máy tính các bạn là phải xài wifi hoặc là dạng như là cáp dữ liệu nha các bạn. Hiện tại thì chỉ bypass được wifi thôi, không có dùng được sim nha. Có nghĩa là không có nghe gọi bằng sim và bằng 4G nha. Các bạn nhớ cho mình ha. Nhiều lúc các bạn nói ủa bypass xong sao không dùng được sim, kỳ vậy. Kỳ gì, mình đã báo trước rồi là đã bypass dùng wifi mà các bạn cứ kỳ kỳ kỳ. Đến lúc này thì mình đợi cái tool cho nó chạy thôi. Nó chạy khá là lâu nha các bạn. Nói chung là mình tuyệt đối không có đụng vô cái điện thoại. Nó chạy gì nó chạy, nó báo gì nó báo kệ. Nếu mà nó báo lỗi hay gì thì chia sẻ với các bạn là cái cách mình fix nha. Giờ mình đợi nó chạy nè. Ở đây nó báo là máy mình nó không có nhận diện được nữa. Thì các bạn cứ bấm ok, rồi bấm chữ start tiếp. Rồi nó sẽ chạy tiếp thôi. Rồi nó sẽ reboot cái máy mình. Nói chung nó khởi động tới khởi động lui khoảng trên 5 lần rồi các bạn. Rồi các bạn làm gì các bạn làm đi, cà phê cà pháo gì đó, lâu lâu nghía cái tool lại. Nó báo lỗi gì thì mình chỉnh sửa sau ha. Thì các bạn cứ để cho nó chạy, không có đụng vô cái điện thoại bấm gì hết. Mình thấy là thường thường là nó phải trên 5 giai đoạn nha. Các bạn nhớ cho mình à, nhìn cái dòng chữ nhỏ nhỏ ở dưới nè, là nó đang pairing cái máy của mình à. Giống như nó đang nhận diện cái máy của mình à, để cho nó bypass ha. Ở đây là nó báo là bypass đang tiến hành nè. Là ngon lành rồi nha các bạn. Lúc này thì các bạn cứ đợi thôi. Thì tiếp tục là nó sẽ khởi động lên, khởi động xuống khoảng 3-4 lần nữa. Nhớ là bypass dùng wifi thôi nha. Các bạn bỏ cái sim vô thì nó chỉ kiểm tra tiền được, gọi đi được, nhưng mà không gọi đến được nha các bạn. 4G thì các bạn bật lên ok, nhưng mà không có truy cập internet bằng 4G được nha. Mình test cái tool này khá là kỹ, anh em cần làm thì liên hệ với mình. Nói chung là nghe gọi là một chiều các bạn, chiều đi á. Ở đây nó báo thành công nè, ngon lành nha các bạn. Rồi các bạn vô trang chủ thêm kiều gì đó thì các bạn cứ thêm kiều thôi. Ở đây nó báo cho mình là fit proxy á, từ từ mình fit nha. Hey. Chia sẻ với các bạn là mình kiểm tra đầy đủ cái con máy này luôn, full thông báo hay không. Trên tool nó báo đã kích hoạt nè. Quá chuẩn luôn. Rồi các bạn không có cần đến máy tính được rồi. Thì nói chung các bạn mới mà dạng như là mới bypass vô menu chính đó thì mình nên restart cái máy lại trước nha các bạn, để cho nó giống như nó refresh trơn tru cái máy của mình ha. Đầu tiên các bạn cứ làm như mình đi, vừa bypass thành công á mình khởi động lại máy liền. Máy này iPhone 15 nhìn khá là đẹp, khách hàng con cái nó xài sao mà bị quên tài khoản rồi. Giờ người ta bypass dùng wifi thôi. Ở đây nó báo sim gì lỗi kệ nó các bạn. Giống như nó chưa có hoàn thiện đó. Các bạn phải đợi cái wifi từ từ nó hoàn thiện ha. Ngon lành này. Nó báo như vậy là bắt band đầy đủ nha. Số series, số email rồi bắt band đầy đủ các bạn. Không có mất gì hết á. Có nghĩa là không có hao pin nha. Amazing. Rồi để tiến hành mình thử cái Face ID nè. Face ID nè các bạn. Các bạn bấm vô. Rồi ngon lành nha.
này thì mình che cái mặt của mình lại, nó cũng hơi tế nhị. Rồi giờ mình tải một số cái ứng dụng, mình test cái thông báo cho các bạn xem ha. Các bạn vô Apple Store, tải một cái ứng dụng bất kỳ. Ở đây là mình test cái Zalo đi. Mình được xài Zalo, các bạn bấm vô. Rồi nhập tài khoản ID Apple của các bạn tải bình thường thôi. Các bạn nên nhập ID Apple trong Apple Store trước nha, chứ đừng có vô cài đặt rồi nhập trong iCloud, nó hơi lâu nha. Rồi các bạn nhập vô, xếp lên hai bước gì đó, đợi tải Zalo về. Rồi mình đăng nhập Zalo thử cho các bạn xem ha. Thoát đây nhiệm luôn các bạn, để mình đã thoát đây nhiệm nè, khóa máy lại nè. Rồi giờ mình gọi qua thử coi nó có thông báo hay không. Ngon lành các bạn ơi, đó có thông báo rồi các bạn thấy không, đầy đủ ha. Như lại là nói chung là để có thông báo có nghĩa là mình thoát đây nhiệm khóa máy gì đó, nó vẫn có thông báo mới là kêu ok nha. Giờ mình thử lại cái tin nhắn nè, thoát đây nhiệm luôn, rồi khóa máy lại để qua bên mình nhắn tin vẫn nhận bình thường nha các bạn. Nói chung là thông báo đầy đủ, chưa cần đăng nhập iCloud đâu, nó vẫn có thông báo nha. Giờ tiếp tục vô mình đăng nhập iCloud thử, các bạn bấm tiếp tục nè, rồi đợi một lát nó sẽ đăng nhập cho mình. Wow, không được các bạn ơi, nó báo lỗi kết nối máy chủ nè. Thì giờ chia sẻ với các bạn cái cách mình fix privacy để mình đăng nhập iCloud luôn nha. Rồi rồi, tới công chuyện này. Khi các bạn bypass xong á, trên tool nó sẽ báo cái ô fix gì đó, các bạn bấm ok. Ở đây là nó sẽ báo hướng dẫn mình fix nè, giống như mình fix privacy thủ công đó các bạn. Nhưng mà mình chia sẻ nhanh với các bạn cái cách mình làm luôn. Các bạn kết nối wifi đồ vô chữ Y nè, rồi mình kết nối thủ công thôi. Nhưng mà nhớ cho mình á, cái xác suất mà fix privacy thành công cao á, các bạn nên dùng wifi mà giống như có một cái sim 4G nè. Các bạn chia sẻ wifi ra, rồi mình lấy cái máy bypass á, mình fix cho nó nhanh nha các bạn. Đó, sau khi chia sẻ wifi á, mình nhập wifi của cái sim 4G chia sẻ. Sau khi kết nối thành công á, các bạn bấm chữ Y. Nhớ nha, nhớ nha, các bạn cứ chia sẻ bằng cái sim 4G qua, nó khá là nhanh ha. Mình test mình thấy rất là tuyệt vời nha các bạn. Rồi ở đây các bạn thêm server thủ công thôi, fix privacy thủ công thì các bạn cứ làm như trên màn hình là được. Cái bọt thì 2 năm, các bạn nhớ bấm chính xác như mình nha. Rồi các bạn bấm lưu lại, rồi trở ra chờ cái wifi của mình nó phải kết nối được nha các bạn. Các bạn đợi cho nó kết nối tích xanh á, rồi mình vô đây mình bật lên. Đó, nó phải là như vậy ha. Rồi các bạn bấm bật lên nè, nó phải tải ra cái tên wifi là cái gì này kia nên mình mới bấm fix nha các bạn. Rồi nhập lại mật khẩu ID Apple, các bạn đợi cho nó đăng nhập thôi. Cái bước này thì mình thấy nó cũng khá là lâu á, tùy máy thôi. Máy mình thì mình thấy nó chạy khoảng 30 giây, còn mấy các bạn có thể là hơn, mình phải đợi nha. Fix chuẩn chỉ là nó ok rồi các bạn. Rồi lúc này mình đợi thôi, nó sẽ tự nó đăng nhập vô. Đó, ngon lành nha các bạn. Ở đây thì danh sách tin cậy nó chưa có hiện ra, thì giống như là fix privacy, cái đường truyền của nó thì nó không có như là bình thường nha, nó hơi chậm thì các bạn phải đợi xíu. Rồi ngon lành nè. Trong này thông tin ID Apple thì nó hiện ra, các bạn sao lưu cái gì thì nó sẽ tự nó có hết ra. Rồi để mình xem thử cần fix gì nữa không đây. Sau khi các bạn fix privacy rồi, các bạn nhớ là tắt nha, bấm up cho mình nè, lưu lại là nó xóa cái privacy để các bạn xài internet nó bình thường lại nha. Thì các bạn nhớ cho mình như vậy thôi, khá là đơn giản ha. Rồi để mình xóa tất cả dữ liệu, coi thử cái tool này nó có block reset hay không ha. Xóa dòng 2 nè, ok. Các bạn đợi cho nó xóa. Cái này nhìn khá là đẹp ha. Các bạn nói chung là giờ mình lúc trước thì bypass rất là giá rất là cao nha các bạn. Hiện tại thì bypass rất là mềm, các bạn cần làm thì liên hệ với mình. Mình order series cho các bạn chạy ha. Mình chia sẻ video thì mình là thực chiến nha, không nha các bạn. Nói chung là mấy cái máy đem mình làm thì mình chia sẻ trực tiếp ha. Khóa cái tự động cập nhật luôn nè, các bạn yên tâm, bấm vô nó sẽ bị đơ. Rồi các bạn thoát đây nhiệm treo một hai lần á, thoát treo một hai lần á là nó ok thôi.